Donald Trump chỉ trích gây gắt Harris về ứng phó bão, không đáng tin cậy. Kamala Harris đã hết đường tránh né, đã đến lúc bà cần thừa nhận tội lỗi của mình. Phó Tổng đốc Florida tìm kiếm và cứu hộ là ưu tiên hàng đầu sau bão Milton. kính thưa quý khán thính giả cựu tổng thống Donald Trump gần đây đã chỉ trích mạnh mẽ phó tổng thống Kamala Harris về phản ứng của bà đối với cơn bão Helen, cho rằng sự thiếu lãnh đạo của bà trong tình huống khẩn cấp là không thể chấp nhận được. Donald Trump cáo buộc Harris đã không làm tròn trách nhiệm để cứu trợ những người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão, mà thay vào đó lại dành thời gian cho các sự kiện gây quỹ và chiến dịch. Trong các cuộc dẫn động tại Pennsylvania, Donald Trump nhấn mạnh rằng sự ứng phó của Harris với cơn bão Helen là tồi tệ nhất kể từ sau cơn bão Katrina. Donald Trump cho biết, khi người dân cố gắng leo lên mái nhà để trốn khỏi nước lũ, Harris đã không gửi trực thăng để cứu họ, phải mất 6 ngày để bà ấy và Biden cử một số lượng nhỏ binh lính đến giúp. Cựu tổng thống thẳng thắn chỉ trích, mô tả phản ứng của chính quyền Biden Harris là chậm chạp và không đủ hiệu quả những lời cáo buộc của donald trump không chỉ nhắm vào harris mà còn là cuộc tấn công tổng thể nhắm vào cách chính quyền dân chủ quản lý các cuộc khủng hoảng ông nói điều này không chỉ cho thấy sự thiếu lãnh đạo mà còn chứng minh rằng harris và biden không đủ năng lực để điều hành đất nước donald trump gọi đây là một lý do chính đáng để người dân không nên tin tưởng vào họ trong cuộc khủng hoảng tương lai nhiều người dân tại các bang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Highland đã bày tỏ sự bất mãn khi thấy Harris tham gia các sự kiện gây quỹ, trong khi người dân vẫn đang chật vật đối phó với hậu quả của cơn bão. Một cử tri tại Pennsylvania nói: "Khi chúng tôi cần sự lãnh đạo và cứu trợ, Harris lại xuất hiện trên sân khấu của các sự kiện gây quỹ." Các chỉ trích này ngày càng làm nổi bật sự bất mãn của người dân với chính quyền hiện tại, đặc biệt là khi họ cảm thấy rằng FEMA không phản ứng kịp thời và đầy đủ. Chính quyền Biden đã phản pháo lại những chỉ trích này, gọi đây là thông tin sai lệch, nhưng nhiều người vẫn tin rằng sự phản ứng chậm chạp của chính quyền đã gây tổn thất lớn cho cộng đồng. Trong khi đó, cơn bão Milton được dự đoán sẽ trở thành cơn bão thế kỷ của bờ biển phía Tây Florida đang tiếp tục đe dọa hàng ngàn người dân. Chính quyền DeSantis đã nhanh chóng chuẩn bị các biện pháp đối phó. Nhưng Donald Trump không quên nhắc lại rằng sự thiếu chuẩn bị và phản ứng của Harris đối với cơn bão trước đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bà không thể đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo. Cựu Tổng thống đã dạch ra sai lầm của chính quyền Harris và Biden vì đã chi hàng triệu USD cho Lebanon, trong khi các tiểu bang như North Carolina và Georgia vẫn đang cần sự cứu trợ sau thảm họa. Donald Trump nói, FPMA không đủ khả năng đáp ứng và chính quyền đã chi ngân sách cho những thứ không phục vụ lợi ích người dân. Cuộc thăm dò gần đây tại Pennsylvania cho thấy Donald Trump đang dẫn trước Harris trong cuộc đua tổng thống, với 49% cử tri ủng hộ Donald Trump và 47% ủng hộ Harris. Điều này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ tầng lớp lao động, đặc biệt là tại các khu vực như Erie và Northampton, nơi trước đây từng là thành trì của đảng Dân Chủ người dân cảm thấy cuộc sống của họ tốt đẹp hơn dưới thời Donald Trump, một nhà phân tích cho biết, nhấn mạnh rằng tầng lớp lao động, đặc biệt là những người có thu nhập dưới 100.000 USD, đang quay lớn với Harris và Biden do sự thất vọng với cách chính quyền này quản lý kinh tế và các thảm họa thiên nhiên. Cử tri tại các bang như Pennsylvania, Michigan và các bang khác thuộc bức tường xanh truyền thống của đảng Dân Chủ đang dần chuyển hướng ủng hộ Donald Trump khi họ cảm nhận được sự gia tăng chi phí sinh hoạt dưới thời chính quyền hiện tại. Donald Trump chỉ ra trong bài phát biểu của mình, người dân phải trả thêm 80 USD mỗi tháng cho thực phẩm và 75 USD mỗi tuần cho xăng dầu. Điều này đang tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Hiện tại, chính quyền Biden Harris vẫn phải đối mặt với sự chỉ trích từ cả người dân và các nhà phân tích về cách họ quản lý các cuộc khủng hoảng và thảm họa. Cuộc đua tổng thống năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với sự ủng hộ ngày càng tăng từ tầng lớp lao động, đặc biệt tại các bang quan trọng, Donald Trump đang củng cố vị thế của mình là một ứng cử viên mạnh mẽ, còn Harris với những chỉ trích về phản ứng kém cỏi và thiếu năng lực lãnh đạo, có lẽ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong việc giành được lòng tin của cử tri. Kamala Harris đã hết đường tránh né, đã đến lúc bà cần thừa nhận tội lỗi của mình. Quý khán thính giả thân mến, trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đang tới gần, Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục bị chỉ trích từ các thành viên đảng Cộng Hòa về cách bà xử lý nhiều vấn đề quốc gia, đặc biệt là nền kinh tế, biên giới và an ninh quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình Mornings with Maria, dân biểu đảng Cộng Hòa Ashley Houston từ Iowa đã nhấn mạnh rằng Harris đã có rất nhiều điều cần phải giải thích với cử tri Mỹ. Hinson, một bà mẹ có hai con trai, chia sẻ rằng các vấn đề chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của các gia đình Mỹ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kinh tế và an ninh. Hinson nói, đối với tôi, các vấn đề chính là những điều tác động đến bàn ăn gia đình. Chúng ta cần một nền kinh tế mạnh và một đất nước an toàn. Đó là điều mà người dân thực sự mong muốn. Bà cũng bày tỏ sự lo ngại về cách quản lý của Kamala Harris trong suốt gần 4 năm làm phó tổng thống. Theo Hinson, Harris và chính quyền Biden đã thất bại trong việc giữ cho nước Mỹ an toàn trên trường quốc tế và nền kinh tế dẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn. Bà nhấn mạnh, nền kinh tế của chúng ta và sự an toàn của chúng ta trên trường quốc tế đều đang gặp nguy hiểm. Harris cần giải thích về những gì bà đã làm một trong những vấn đề mà hinson cho là quan trọng nhất đối với các bậc phụ huynh bảo thủ là an ninh biên giới bà nhấn mạnh rằng việc biên giới phía nam của mỹ mở toang đã dẫn đến làn sóng người nhập cư bất hợp pháp và sự xuất hiện của các băng đảng tội phạm nguy hiểm hinson cảnh báo rằng các băng đảng từ trender agua từ venezuela đang cố gắng tuyển dụng trẻ em từ các trường trung học ở texas để tham gia các hoạt động tội phạm như trộm cắp và buôn lậu ma túy bà nói các băng đảng này đang nhắm đến trẻ em và chúng sử dụng các nền tảng như TikTok để tiếp cận các em. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bà cũng chỉ trích Harris vì đã không làm đủ để bảo vệ biên giới và cho rằng chính sách hiện tại đã tạo điều kiện cho các băng đảng tội phạm hoạt động mạnh mẽ hơn. Trong khi Kamala Harris tuyên bố rằng bà đang theo đuổi an ninh biên giới, nhiều người bao gồm cả Hinson không tin tưởng vào cam kết này. Harris đã nói rằng bà không có ý định thay đổi chính sách biên giới, bất chấp những vấn đề hiện tại. Bà cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Harris, khoảng 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã vào nước Mỹ trong 4 năm qua. Điều này đã làm gia tăng lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt là với sự xuất hiện của các loại ma túy nguy hiểm như fentanyl. Hinson nói thêm, chúng tôi đã thông qua những giải pháp quan trọng để bảo vệ biên giới phía Nam và cả biên giới phía Bắc nhưng Harris và Biden vẫn tiếp tục phớt lờ vấn đề này. Ngoài vấn đề biên giới, nền kinh tế cũng là một mối lo lớn đối với các bậc phụ huynh bảo thủ. Hinson cho rằng sự chi tiêu quá mức của chính quyền Biden-Harris đã khiến cho lạm phát gia tăng, đẩy giá cả hàng hóa lên cao và làm cho cuộc sống của các gia đình trung lưu trở nên khó khăn hơn. Hinson chỉ trích Harris vì đã không đề cập đến số tiền chi tiêu khổng lồ lên tới 7.000 tỷ USD trong suốt nhiệm kỳ của bà và Biden mà thay vào đó lại đổ lỗi cho các doanh nghiệp gì đã tăng giá bà nhấn mạnh chính phủ chi tiêu bừa bãi là nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát nhưng harris lại chỉ trích các công ty và tỷ phú hinson cũng bày tỏ lo ngại về tương lai của nước mỹ nếu các chính sách hiện tại không được thay đổi bà tin rằng các bà mẹ bảo thủ như bà muốn thấy một chính phủ nhỏ gọn hơn với ít chi tiêu công hơn và nhiều quyền lợi hơn được trả cho người dân với những chỉ trích này, rõ ràng rằng Harris sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi khó từ các cử tri trong cuộc đua tổng thống năm 2024. Những lo ngại về nền kinh tế, biên giới và an ninh quốc gia đang trở thành những vấn đề nóng bỏng trong chiến dịch tranh cử và Harris sẽ cần phải có những câu trả lời thuyết phục nếu muốn giành được lòng tin của người dân. Với cuộc bầu cử đang đến gần, các vấn đề về kinh tế, biên giới và an ninh quốc gia sẽ đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn người lãnh đạo cho tương lai của đất nước. Phó Tổng đốc Florida tìm kiếm và cứu hộ là ưu tiên hàng đầu sau bão Milton. Kính thưa quý vị, sau khi cơn bão Milton đổ bộ và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên toàn bang Florida, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai. Trong chương trình Wake Up America, Phó thống đốc Florida Ginette Nunes đã cập nhật tình hình về thiệt hại cũng như những hành động khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả của cơn bão. Hiện tại, hơn 3 triệu ngôi nhà trên khắp tiểu bang Florida đang bị mất điện và các đội ngũ cứu hộ đang làm việc không ngừng để khôi phục điện cho người dân. Bão Milton đã gây ra ngập lụt trên diện rộng, nhiều cây cối bị đổ và cả những trận lốc xoáy lớn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, con số này có thể tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tiến sâu vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Phó thống đốc Nunes nhấn mạnh, ưu tiên của chúng tôi là tìm kiếm và cứu hộ. Bà cho biết, việc cứu người đã được bắt đầu từ sáng sớm và vẫn đang được tiếp tục, với mục tiêu hàng đầu là bảo toàn tính mạng cho người dân. Phó thống đốc cũng chia sẻ rằng, chính quyền Florida đã huy động một lực lượng lớn nhất trong lịch sử tiểu bang bao gồm cả vệ binh quốc gia và các đội thợ điện để nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 630.000 người đã có điện trở lại, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Dưới sự lãnh đạo của thống đốc Ron DeSantis, bà tin tưởng rằng Florida sẽ sớm vượt qua thảm họa và giúp người dân phục hồi cuộc sống. Những hình ảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng cho thấy mức độ tàn phá kinh hoàng của cơn bão. Tại sân vận động Tropicana ở St. Petersburg, nơi đội bóng chai Tampa Pirates thi đấu, mái của sân vận động đã bị gió giật mạnh cuốn phăng, gây thiệt hại lớn. Các đội cứu hộ và dễ binh quốc gia trước đó đã được di dời khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn. Phó Thống đốc Nunes cũng cảnh báo người dân về nguy cơ tiềm mận sau bão. Bà nói, mọi người cần tránh tiếp xúc với nước lụt. Nước có thể chứa di khuẩn, mạnh dở nguy hiểm và cả động vật nguy hiểm như cá sấu. Nunes kêu gọi người dân không quay trở lại nhà quá sớm, tránh xa các vùng nước ngập và chờ cho đến khi có lệnh chính thức từ chính quyền địa phương. Khi được hỏi về các nguồn lực hiện có, phó thống đốc Nunes khẳng định rằng Florida đang có mọi nguồn lực cần thiết và sẽ tiếp tục làm việc với FEMA và các cơ quan liên bang khác để đảm bảo người dân được hỗ trợ đầy đủ trong khi các nỗ lực cứu hộ đang được tiếp tục chính quyền florida cũng đang tập trung vào việc khôi phục lâu dài từ việc sửa chữa cơ sở hạ tầng đến hỗ trợ người dân tái thiết nhà cửa và cuộc sống sau bão mặc dù tình hình vẫn còn rất khó khăn nhưng các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ và khôi phục cơ sở hạ tầng đang được tiến hành một cách hiệu quả phó thống đốc kêu gọi người dân tiếp tục kiên nhẫn và tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền để đảm bảo an toàn trong những ngày sắp tới